đầu năm khai xuân, xin chào tất cả cô chú anh chị quay trở lại kênh YouTube của Dương nha. Thì hôm nay Dương đi đánh quắc, hôm nay Dương đi một mình thôi. Thì cũng khá lâu rồi Dương không có đi săn bắt, hôm nay Dương sẽ trở lại con đường YouTube của mình nha. Rồi, thì hiện tại thì Dương đang có mặt ở trong sân bay Long Thành nha. Thì khu này người ta đang bỏ hoang nhiều, nên là có lẽ chim sẽ về đây nhiều. Nên là Dương sẽ vô đây đánh rồi quay cho cô chú anh chị mình xem nha. Hôm nay coi cái thành quả của mình đi hôm nay được bao nhiêu. Thì giờ Dương sẽ tiến hành gà máy để coi có chim ở ngoài gần hay không, rồi mình sẽ đặt máy quay cho cô chú anh chị mình xem nha. Thì hiện tại Dương đang ở bên cái bìa gừng đây, có cái bìa gừng đây. Để Dương gà máy cái rồi Dương nghe có chim không, rồi Dương sẽ quay cho cô chú anh chị mình xem nha. Thì Dương phát hiện bên cái bụi lùm bên đó có một cặp quất ở nàng ở đó nha. Dương sẽ tiến hành đem cái lụp gác qua bên đó nha, để coi có đá không nha. Giờ đây trời nắng quá, Dương không có giác lấy cái được nha. Pip. Đây. Cặp luôn nha. Hồi nãy làm chống trước giờ tới máy nha, một cặp. Con này là một cặp mà mình bắt, con này là con thứ hai luôn rồi nha. Máy gác chổng nắng nóng quá nó tắt không quay được, cận cảnh là dính chim.
chui này. Đây. Quá cô chú anh chị ơi, thì cái lò Dương cũng hết pin này, thì thành quả của Dương hôm nay là được 3 bé nha. Đây để Dương bắt ra cho cô chú anh chị mình xem luôn. Thì đây là thành quả của Dương hôm nay nha, được 3 bé thôi, nắng quá nắng rồi, giờ về thôi. Thôi về, bye bye tất cả cô chú anh chị nha, bye bye, hẹn lại clip sau nha. Ba con này cũng được ba sĩ.